Xin chào, trời đất ơi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video quý. Ta-da. Mọi người biết không là tối nay Yến đang ngồi quay video bên trong á. Xong tự nhiên Yến lướt Facebook, Yến thấy là dạo gần đây trên Facebook đang rần rần một cái món nướng. Mà lướt trang nào cũng thấy, mà mỗi lần mình thấy là mình đã cố tình là lướt ngang qua luôn rồi, mà nó cứ xuất hiện hoài. Và với bản tính một đứa mê đồ nướng như mình thì mình không thể nào chịu nổi. Thế là mình đã nhờ anh hai mua giùm một phần. Đó, món hôm nay mà mình muốn giới thiệu cho cái video này đó là gà nướng muối ớt. Cha-da. Trời ơi, mọi người biết không là Yến đã quay 3 lần cái video này mà vẫn chưa thành công. Hy vọng là lần này thành công. Bây giờ đã là 9 giờ hơn rồi mà ăn đêm sau 9 giờ mà còn là đồ nướng nhiều dầu mỡ thì mọi người biết rồi đó. Tuy nhiên là Yến vẫn ngồi đây quay video, cho nên là mọi người nhớ like và subscribe channel quý nha. Cái món này nha, có giá là 139.000. Mình nghe 139.000 mình cảm thấy nó ít ha. Ví dụ mình nghe 140 là mình thấy nhiều hơn rồi. Nhưng mà đó là một cái chiêu kinh doanh rất ghê gớm. Đầu tiên Yến nhìn thấy cái con gà này ở trên Facebook á, đó là một cái con gà người ta nướng lên xong người ta bắt đầu quết muối ớt. Mà Yến nhìn thấy ở đây không chỉ có muối ớt không nha, ở đây nó còn có sả nè, ớt nè, hình như là có hành tỏi. Quết miếng thử nha. Trời ơi, à ngoài muối ớt ra có hành tỏi, sả, ngũ vị hương, có cả đường và bột ngọt nữa, có nghĩa là nêm gia vị đầy đủ luôn chứ không phải là muối ớt không. Cái ớt nó không có quá cay, cho nên là Yến nghĩ là những cái bạn nào mà mình không ăn cay được hoặc là mình bị đau bao tử á, là mình vẫn có thể thử món này được. Quan trọng là lúc mà mình nhìn người ta nướng á mọi người, cái mùi ngũ vị hương và cái mùi thịt gà nó bốc lên, nó trời kiểu không thể nào chịu nổi. Lúc mình đem về thì con gà nó khá là nóng. Cái da gà nha, Yến rò thì thấy là da gà khá là chắc nè. Khi nãy là Yến có ăn thử rồi nhưng mà chút xíu Yến sẽ ăn lại để cho mọi người nghe cảm nhận của nó. Con này em thấy 139.000 quá rẻ ha. Quá rẻ, bình thường mình đi ăn mấy cái tiệm đồ ăn nhanh là quá mắc đó. Cái đùi gà như là cả 100.000 luôn. Mà con này em nghĩ là cả nhà 4-5 người mới ăn hết chứ một người làm gì ăn hết nổi. Mỗi lần ngồi gần cái con gà này cái mùi ngũ vị hương, cái là cái mùi mà xả hành đồ mà nó nướng nó thơm á. Đó, con ngon nó đang rên rỉ tại vì nó không chịu nổi. Cái gì vậy mày? Liếc, chút nữa ăn xong cho cái xương nha. Thôi bây giờ mình sẽ xé ra một miếng mình ăn thử. Trời ơi, da gà rất là chắc nha mọi người, rất là chắc. Mặc dù ăn da gà rất mập đó. À, bên cạnh là con gà này mình 139.000 mình được vài nữa nè. Bịch muối ớt xanh. À, Yến đã đổ ra ngoài chén rồi. Ba trái dưa leo, nắm rau răm đã cắt sẵn luôn rồi. Đó, mình sẽ ăn một miếng dưa leo, ăn miếng thịt gà cho nó đỡ bị ngán. Thấy không? Với lại nó có rau đó mọi người. Đó, mình sẽ xé một miếng thịt ra. Yến xé cái phần ức nha. Trong con gà mình ăn á, là cái phần ức và cái phần thịt nó dễ bở nhất. Để coi là thịt gà có bị bở không. Với lại cái thịt bên trong nó có thấm không. Chứ để ở ngoài nó vừa nó ngon mà ở trong nó lạc thì nó kỳ. Đó đây, quệt miếng muối ớt. Trời ơi, cái muối ớt nó sệt đó. Mon. Tội nghiệp mon quá à, ép cái mon của Yến. Đó, mọi người nhìn nè. Cái muối ớt nó cay, cay nồng á mọi người, nó chua chua và rất là thơm. Cái thịt gà dù là nằm ở bên trong rồi, phần ức rồi mà không hề bị bở nha mọi người. Ý nghĩ đây là cái phần gà chắc không phải là gà công nghiệp rồi, gà thả vườn hoặc là gà đi bộ, gà nhà gà nuôi á, nhưng mà nó không phải là gà công nghiệp. Tại vì thịt của nó khá là mềm, có độ dai một chút ở bên trong nhưng mà nó vẫn thấm cho mọi người. Cái thịt nó vẫn có vị mặn mặn nhẹ. Mình ăn một miếng gà nè, thế là miếng gà nha, chấm với một miếng muối ớt xanh nha. Bỏ vô miệng, lấy một miếng dưa leo rồi. Cái vị cây nồng của nước chanh nè, nước xanh nè, chua chua, cay, thơm, nó quyện cái thịt gà nó dai dai, thơm, ngọt, bùi, kiểu như là chết đi sống lại. Ngon quá. Cái phần mà ướp đi con gà nè mọi người, quết đi con gà nè, rất là nhiều sả. Trời ơi, mình phải ăn một cái miếng bên ngoài để biết thưởng thức coi như thế nào.
không cần phải chấm muối tiêu xanh, nó vẫn vừa vẫn ngon. Nhưng mà bạn nào thích ăn cay thì nhớ chấm một miếng, tại vì chấm vô ngon nó chịu không nổi kìa. Đúng rồi, ngồi xuống chấm vô nó cay cay, nó nồng, nó thơ. Rất thơm mọi người, thơm lắm. Yến thấy là 149.000. Thường là Yến coi mấy cái video đồ ăn trên mạng á, Yến dám ăn đâu, tại vì Yến nghĩ là người ta bỏ tiền review. Tôi nghĩ ad người ta dễ sợ, nhưng mà thiệt là đa phần á, nhiều quán người ta bỏ tiền review, thành ra là mình ăn về mình tiếc tiền, nó dở mà nó mắc. Nhưng mà tại vì cái này là một cái món mà Yến gọi là món đường phố, thành ra là mình nghĩ là mình phải nên thử. Và cho những bạn nào đang phân vân là nên thử hay không, thử nha. Rất ngon, thơm, rẻ, mùi vị hấp dẫn. Trời ơi nè, đây là miếng thịt ở bên trong cái đùi nha. Đó, thường thì thịt đùi nó sẽ dai hơn, chắc hơn là thịt ức. Đó, mình quệt muốn miếng muối ớt. Trời ơi, đó, quệt miếng muối tiêu xanh nè. Đó, quệt với miếng enzyme trong mình ạ. Ngon quá. Tôi nghĩ rồi cái món này rất nguyên, cái món có thể rất tinh à. Ngon nhất khi mình tụ họp với bạn bè mình làm một lon bia ha. Bia không Nguyên? Uống bia luôn mày, ghê vậy. Bia không, không? Nói là có liền. Nhà tôi được á, có gì hết ngoài việc chuẩn bị rất tốt. Thiệt luôn á mọi người. Theo kiểu là mỗi lần mà ăn một miếng gà mà dính một miếng muối ớt mà không chịu được mà phải kiểu mút mút tay, mặc dù nó hơi mất vệ sinh, nhưng mà tại vì nó quá ngon, bỏ uổng. Không gỡ móng tay, không gỡ được, móng tay giả, gỡ nó bể. Mở tao coi đăng. Ăn không? Con chị dâu tôi được cái là khi nào nó đẹp nó mới chịu xuất hiện lên sóng. Còn giờ nó chưa làm gì hết, nó không make up là nó không chịu xuất hiện. Thành ra là tôi không dám quay nữa, ông nó giận. Đó, thấy không? Chồng nó vừa quay là nó né liền. Thôi đừng quay, nó tội nghiệp. Đó, trời ơi. Thôi mình ăn bữa nay rồi mai mình giảm cân nha mọi người. Cái câu này ngày nào mình cũng nói, nhưng mà mình phải nói. Chứ không mình có lỗi với bản thân mình lắm. Ăn bữa nay nếu mai có động lực giảm cân nè. Đó, cầm cái đồ đó. Mọi người không, miếng này nhiều da, tôi ăn rồi tôi sẽ ngộ. Kiểu là bị bội thật á, tôi ăn quá nhiều đó. Mọi người nhìn nè. Đó, ăn miếng. Cuộc đời này không cần gì nhiều hơn, sung sướng quá. Nhớ chừa bia nha, nhà còn lon à. Vả vậy luôn nè. Nhà có tiền mua gà nhưng không có tiền mua bia. Bạn nào mà chưa thử thì nhớ thử nha, rất ngon. Video này không có mang tính quảng cáo, tại vì Yến sẽ không tag một cái đơn vị hay một cái cửa hàng nào bán hết, cho nên là mọi người cứ an tâm về cái video này. Không là đó giờ chưa nhận được đồng nào quảng cáo luôn á, toàn bỏ tiền ra đi mua, bỏ tiền ra đi ăn luôn. Mọi người nhớ like video nha. Bây giờ thì anh em tôi sẽ mừng con gà này và thử cái lon bia ở đây. Cảm ơn vì mọi người đã xem tới đây. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau. Bye bye. Cho mon miếng da gà. Ngon mon. Ngon. Mon kiểu chịu không nổi rồi. Thương quá. Yến sẽ ăn kem con nha. Thương em nhiều. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau. Bye bye.